một combo bẻ cá có kích thước là 90cm, đầy đủ phụ kiện, chân tủ, đèn, lọc, các thứ CO2, với phong cách bonsai dễ chăm sóc. Xin chào mọi người, hôm nay mình có đi làm bẻ cho khách, thì nhân tiện đây mình có quay lại cho mọi người tham khảo. Nếu như phòng khách của bạn rất là rộng hay còn một chỗ trống, thì việc sắm thêm một chiếc bẻ cá góp phần làm đẹp cho căn phòng của bạn, giúp trang trí nhà cửa. Tiếp đến là việc ngắm cá, cho cá ăn, ngắm cây thủy sinh sẽ rất là thư giãn sau những giờ đi làm về căng thẳng, mệt mỏi, bị sợ chết mọi người ạ. Mẫu bẻ ngày hôm nay mình làm cho khách có kích thước dài 90, rộng 45 và cao 45cm. Với phong cách bonsai đơn giản, dễ chăm sóc. Đèn cho bẻ cá ở đây mình chọn đèn wax, ánh sáng của nó là WRGB, cũng khá là sáng. Cái dòng đèn này thì có cả chế độ hẹn giờ 6 tiếng, 8 tiếng và 10 tiếng trên một ngày mọi người nhé. Về phần lá cây trên thân bonsai thì mình có chọn cây đại hồng nguyễn để làm lá cây màu đỏ mọi người ạ. Để mà chơi thủy sinh thì mọi người không được nóng vội, sau khi mà vào cây phải cần có thời gian thì bẻ mới lên đẹp được, cây cối sẽ ra rễ và phát triển. Bên mình thì chuyên thiết kế các bẻ thủy sinh. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể inbox trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.